Thưa quý vị và các bạn, trên mâm cỗ Tết của người Việt không thể thiếu bánh chưng. Vài năm trở lại đây, người miền xuôi biết đến và ngày càng ưa chuộng bánh chưng vùng cao thật chất và độ dền dẻo, lạ miệng. Bởi thế, dịp cận Tết, gói bánh chưng đã trở thành nghề mang lại thu nhập khá cao cho nhiều hộ gia đình ở Văn Bàn. Cơ sở làm bánh chưng đen với sản phẩm đạt 3 sao OCOP cấp tỉnh của gia đình chị Hoàng Thị Huế, tổ dân phố Nam Ạ, thị trấn Khánh Yên, những ngày này hoạt động cả ngày lẫn đêm để đáp ứng các đơn hàng về Hà Nội. Mỗi ngày, cơ sở này gửi đi từ 500 đến 2.000 bánh. Thì mình phải luôn giữ chữ tín, luôn mang là hương vị đặc trưng của quê hương mình. Đấy, còn có thịt, nguyên liệu thì có thịt lợn đen, bản địa là gạo nếp của địa phương này. Thì là trong khi sản xuất thì mình luôn phải giữ vệ sinh an toàn thực phẩm. Cũng khá là vất vả, công việc cuối năm nhiều bánh nhưng mà cũng vui chị ạ. Vì nó có thêm thu nhập cho mình chị ạ. Bánh chưng Văn Bàn có hai loại, đen và xanh, nhưng đều được gói tay theo kiểu bánh gù, bánh dài hay vuông tùy theo yêu cầu của khách hàng. Nhưng bánh chưng đen nhờ trộn thêm nước cốt cho cây núc nác và các thảo mộc vùng cao nên có độ dền, dẻo và hương vị đặc trưng. Rửa lá kỹ này và trộn nguyên liệu thì rất là đảm bảo an toàn, vệ sinh mà vẫn giữ được cái hương vị của quê hương ấy. Thì là cái lúc cái pha trộn các nguyên liệu thì là vừa và đảm bảo ngon tới người tiêu dùng ạ. Tết như đến sớm hơn với bà con nơi đây bởi mùi bánh thơm lan tỏa khắp bản làng. Những chiếc bánh chưng theo các chuyến xe về miền xuôi đem cả sự tâm huyết tình cảm của người làm bánh, góp phần lưu giữ và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống của người vùng cao đến với người miền xuôi.